Kính chào quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online. Đây là chương trình Thời sự trong tuần của chúng tôi phát hình từ thành phố Mỹ Bình, Úc Đại Lợi ngày thứ Ba, 31 tháng Giêng năm 2023. Tôi là Nguyễn Hồng An và luật sư Nguyễn Thanh Hải. Vâng, xin chào Hồng Anh, xin chào quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online. Thưa quý khán thính giả của TV Tuần Sơn Online, để mở đầu chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi Thời sự ở Việt Nam. Và trong cái chương trình Thời sự Việt Nam thì tôi muốn đề nghị anh Hải đề tài gì anh muốn nói hôm nay? Thưa quý khán giả, thưa Hồng Anh, thực sự ra cái đề tài mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất chức Chủ tịch Nhà nước Việt Nam vẫn là một cái đề tài rất là sôi động ở tại Việt Nam. Vâng, và chúng tôi muốn biết thêm từ ngày đó đến giờ có những cái tình vâng, thưa quý vị khán giả, như là chúng tôi trình bày trước kia thì người ta nói một trong những lý do mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị thôi không còn giữ chức Chủ tịch nữa là vì vợ của ông là bà Nguyệt Thu có dính líu đến công ty Việt Á trong việc mà bán que thử nghiệm. Thì thưa quý vị khán giả, công ty Việt Á là do Phan Xuân Việt và vợ thành lập nên. Và trong tất cả đó là với lại một người nữa thì họ chỉ chiếm như vậy là có 20% cổ phiếu, cổ phần trong công ty đó thôi. Và cái vốn ban đầu của công ty Việt Á chỉ là 80 triệu đồng bạc Việt Nam. Tức là chạy ra như vậy là khoảng chừng 4.000 đô la phải không anh? Ít lắm. Nhưng mà sau khi đó, vốn công ty Việt Á đã được nổi lên, tức là đã tăng ra một cách khủng khiếp lên tới 1.000 tỷ đồng. Thì bây giờ chúng ta tự hỏi rằng cái vốn mà người ta đã bỏ vào công ty Việt Á mà lên tới 1.000 tỷ đồng là đi từ đâu? Thưa quý khán giả, các cơ quan mà chức năng coi về cổ phiếu thì cũng chỉ có công bố với lại là public, tức là công bố với công chúng, với lại báo chí về cái 20% cái công ty Việt Á là do ai giữ thôi. Còn 80% công ty Việt Á thì hoàn toàn là họ không đề cập đến. Vụ công ty Việt Á như anh Hồng Anh và quý khán giả đã biết đã làm như vậy là ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như một số tướng trong Học viện Quân y đã bị mất chức. Đây là vụ rất lớn và nó đem lại một cái doanh thu là 4.000 tỷ đồng bạc Việt Nam. Thì quý khán giả thì người ta đồn đãi rằng 80% cái cổ phiếu cho công ty Việt Á là do bà Nguyệt Thu, tức là vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc và thân nhân của bà nắm giữ. Nhưng mà cho sự thật ra sao thì người ta chưa biết. Và chúng tôi biết rằng tin từ Hà Nội cho biết là ngày hôm qua 30 tháng 1 năm 2023 thì bà Nguyệt Thu đã được nhận được giấy mời để đi làm việc với công an. Tức là bà Nguyệt Thu, vợ của ông cựu chủ tịch nước, đã bị công an yêu cầu đi lấy khẩu cung. Nhưng mà tin cho mà mới nhất lại cho biết là thật thì bà khai là bà không khỏe, bà bị ốm. Do việc là lấy khẩu cung có thể là sẽ rời lại ngày khác. Mà thưa quý khán giả, thưa anh Hồng Anh, việc lấy khẩu cung của bà Nguyệt Thu thì nó xảy ra một cái hệ quả như thế nào? Thì chúng tôi có thể nói rằng cái chuyện lấy khẩu cung của bà Nguyệt Thu, một trong ba trường hợp sau đây có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là có thể bắt giữ để điều tra thêm, cũng như là đã bắt giữ điều tra thêm Nguyễn Phương Hằng. Và hiện nay như vậy là 10 tháng rồi phải không anh? Đâu lắm rồi. Vâng. Và cái thứ hai là sau khi lấy khẩu cung xong thì công an cho bà Nguyệt Thu về để tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cho về điều tra, làm rõ sự việc và sau đó bắt giữ. Thì một trong ba chuyện sẽ xảy ra. Nhưng mà chuyện nào thì chúng ta chưa biết. Tại sao chúng ta chưa biết anh? Là bởi vì tùy vào cái sự gọi là vận động của ông cựu chủ tịch nhà nước cho vợ mình đi tới đâu thì bà sẽ nhận một cái hậu quả đi tới đó. Thì thưa quý khán giả, cái việc mà Nguyễn Xuân Phúc đã bị mất chức và vợ ông bà Nguyệt Thu đã bị điều tra về hình sự, đây là một cái thực tế cho thấy rằng cái chính sách không có vùng cấm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được thực hiện. Ông Trọng nói sao? Ông bảo là tại đây sẽ không có vùng cấm khi mà ông ấy đánh tham nhũng. Tức là ông có thể đánh bất cứ ai. Trừ hả? Trừ là phần thứ hai. Thì thưa quý khán giả, thưa anh Minh luôn. Bây giờ trên nội trường chính trị Việt Nam cũng như là trên báo chí ở nước ngoài cũng như là báo chí Việt Nam thì nổi dội lên cái tên người ta nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng có thành công trong việc đánh tham nhũng hay không? Và bây giờ người ta nói rất nhiều. Thưa quý khán giả, cũng nhân tiện dịp này tôi có hứa là sẽ trả lời một khán thính giả là Professor Khiêm. Tuần trước anh có hỏi một câu: hai anh tị nạn cộng sản sống ở hải ngoại vui hay buồn khi thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chống tham nhũng thành công? Ông ấy hỏi câu đó. Tôi đọc rất nhiều comment còn, nhưng mà riêng câu này nó chạm đến tôi. Tôi bảo tôi biết, tôi bảo tôi hứa sẽ trả lời anh Professor Khiêm này. Thưa anh,
Chuyện thứ nhất là ông Trọng chưa chắc đã thành công 100% trong vấn đề tham nhũng. Đó là thứ nhất. Chuyện thứ hai, vui hay buồn? Thì thưa anh, chúng tôi mặc dù sống ở hải ngoại, chúng tôi vẫn là người Việt Nam. Nếu ông Trọng đánh tham nhũng mà làm cho người Việt Nam đỡ khổ một nửa, thì thực sự với anh, chúng tôi vui, không buồn đâu. Vui thật. Là bởi vì sao? Dân tộc Việt Nam không còn bị khổ sở nhiều. Bởi vì một nửa, nếu mà ông thành công, tức là một nửa tham nhũng bị đánh. Thì đó là câu trả lời của tôi đối với anh. Cho nên các anh đừng có nghĩ rằng chúng tôi hải ngoại đây là chúng tôi không nhìn về Việt Nam dưới một cặp mắt thù hằn hoặc là dưới một cặp mắt gọi là lệch lạc, không công bình đâu. Chúng tôi công bình lắm. À, thưa anh. Thì thưa quý khán giả, ông Trọng đánh tham nhũng kỳ này thành công hay không? Theo tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đánh tham nhũng kỳ này sẽ thành công một phần mà thôi. Chúng tôi có lý do để nói câu đó. Tại sao? Điều thứ nhất là ông chỉ đánh những đảng viên tham nhũng cao cấp không thuộc phe của ông mà thôi. Còn những đảng viên mà người không thuộc phe của ông thì làm sao ông đánh được? Bởi vì nếu ông đánh thì ông còn người đâu mà làm giúp ông để đánh tham nhũng cái phe kia nữa. Thì thành thử ra nếu ông đánh được, ông chỉ đánh được 50%. Mình cứ coi như là theo 50% đi. Điểm thứ nhất, chúng tôi thí dụ ngay ông Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Lương của ông một năm là 8.200 đô la Mỹ. Nhưng mà ông gửi con ông đi Anh học mỗi một năm là 55.000 đô la. 4 năm là, thưa quý khán giả, hết gần 250.000 đô la rồi. Tiền chúng đâu? Tôi xin hỏi quý vị, tiền ở đâu? Tiền tham nhũng, thưa quý vị. Nói thật, đúng, tiền tham nhũng. Hoặc là ông Vương Đình Huệ, con đi học bên Mỹ, một năm 50.000 đô la. Ông là lãnh có 8.200 đô la với cái chức vụ là chủ tịch quốc hội thôi. Tiền đâu mà ông cho con ông học? 250.000 đô la, đó là tiền học thôi, còn ăn ở, còn tiêu xài nữa. Thế tôi hỏi bây giờ tiền đâu? Tham nhũng không? Dạ thưa có, phải công nhận. Thành thử ra cái 50% là ông Trọng không sờ đến được, nó sẽ tồn tại. Nhưng mà nói chung ra, thì khi đánh tham nhũng, thì người Việt Nam sẽ đỡ khổ hơn. Thưa quý vị, giả lý do thứ hai mà chúng tôi nói ông chỉ thành phần công một phần thôi là bởi vì năm nay ông Trọng đã gần 80 rồi. Ông còn sống được bao nhiêu năm nữa, làm tổng bí thư được bao nhiêu năm nữa. Mà nhiều hạn chế về sức khỏe, đi đứng thì cũng có nhiều hạn chế. Vì vậy, ông ấy không thời gian, là cái gì? Quỹ thời gian của ông không còn dài để mà đánh tham nhũng. Thế còn những người kế tục sự nghiệp của ông có đánh hay không? Đó lại là một câu hỏi khác. À, thành thử ra, chúng tôi nghĩ rằng nếu ông ấy đánh tham nhũng, nếu thành công thì thành công một phần trong xã hội Việt Nam mà thôi. Còn bảo thành công hoàn toàn thì theo chúng tôi nghĩ không có. Là bởi vì luật lệ ở Việt Nam không rõ ràng, dành ưu tiên cho đảng viên Cộng sản và khi như vậy thì họ dễ dàng tham nhũng và phát sinh và hoành hành ở tại Việt Nam. Đề tài Việt Nam xong chưa? Vâng, Việt Nam thì có cái tin đó là hay nổi thôi. Vâng, thì bây giờ chúng ta mời quý vị theo dõi Thời sự Thế giới. Thời sự Thế giới thì cũng đề nghị anh là anh sẽ nói cái gì trước? Thưa quý vị giả, thế ông Anh nói Thời sự Thế giới mà không nhắc đến ông Trump thì là một điều thiếu sót. Thì cựu tổng thống Trump đã được công ty Meta, tức là Zuckerberg, tức là công ty Facebook đã chấm dứt cái việc ngưng account của ông Trump rồi. Và trong những ngày sắp tới đây, nếu chúng ta vào trong Facebook, chúng ta sẽ thấy rằng Facebook của ông tổng thống Trump và Instagram nữa, hai thứ. Thì thưa quý vị giả, nhưng mà công ty Meta thì cũng đã sử dụng một số biện pháp tiên liệu, tức là ra một số điều kiện vào đó nhưng mà không có kêu gọi người ta biểu tình hoặc là tấn công vào những tòa nhà của chính phủ Mỹ mà như ngày 6 tháng 1 năm 20 vừa qua, phải không anh? Thì thành thử ra đó là những điều kiện. Còn nếu mà ông Trump tiếp tục hô hào như vậy thì họ sẽ lại ngưng cái account. 21 thì đó là cái việc mà ông Trump về cái việc mà Facebook và Instagram của ông ta. Ngoài ra ông Trump trong một cái buổi là diễn thuyết gần mới nhất gần đây thì ông ta nói rằng chúng ta đang ở bên thềm của chiến tranh thế giới lần thứ 3 và nước Mỹ phải cần có một vị tổng thống thật là mạnh, như tôi này để có thể cứu nước Mỹ và chiến thắng. Đó là lời ông Trump. Mà tôi nói thật sức quý vị, ông Trump thì là cái gì có thể xảy ra với ông được hết tất cả. Thành thử ra nhưng mà điều khi mà ông đưa ra tranh cử trong năm 2024 thì ông khuyên người ta bảo nên bầu cho tôi để cho ông Biden về đi, ông ấy già rồi, chỉ tôi mới là đương đầu nổi với lại những cái kẻ quân thù chống lại nước Mỹ mà thôi. Và mới nhất gần đây thì thứ nữa là như vậy, nhưng mà trong nhắc Biden thì Biden cử ông Bộ trưởng Ngoại giao là Blinken đến Trung Cộng để hội đàm với giới chức Trung Hoa. Đây là một cái chuyện khá quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì ngược lại thì ông tướng theo đài VOA thì tướng 4 sao không quân Mỹ tức là Mike Minihan
thì tuyên bố rằng Mỹ sẽ đánh nhau với Trung Cộng vào năm 2025 trong trận chiến không quân tại Đài Loan. Đó là lời tiên đoán của ông ta. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây khi mà chúng ta nghe tin rằng là Mỹ và Đức đã bắt đầu chuẩn bị để cho đưa xe tăng tối tân nhất của hai nước này để viện trợ cho Ukraine, thì người ta nói rằng là sắp có chiến tranh và sắp tới. Và cái chiến tranh đó sẽ là một chiến tranh mà giữa xe cát, xe tăng và xe tăng. Anh có thể nói thêm chút nữa không? Thưa anh Hồng Anh, thưa quý khán giả, nói về chiến xa thì có lẽ là một trong những nước sản xuất chiến xa mà nổi tiếng đó là Nga và Đức. Chiến tranh thế giới lần thứ hai nói cho Đức, xe tăng của Đức, xe tăng của Roman mà đánh ở trận ở Bắc Phi thì đã làm chủ tất cả những sa mạc ở Bắc Phi. Nhưng mà loại xe tăng, loại cỡ tối tân của Nga, mà loại trước là T-72, thì như bây giờ T-79 thì phải, thì nói rằng sẽ tiêu diệt tất cả những xe tăng của Đức và của Mỹ nếu đem vào trong chiến trường Ukraine. Thưa quý khán giả, anh Hồng Anh nói đúng một điểm. Cho đến bây giờ thì thấy rằng khó mà cho Ukraine tiến quân sâu thêm nữa. Bởi vì cứ tiến vào thì Nga lại chống đỡ. Thành thử ra trong tương lai đây, có lẽ trận chiến ở tại Ukraine là trận chiến của những xe tăng. Thì Đức là một, các nước châu Âu là hai, trong đó có Anh và Mỹ đã đem một số lượng chiến xa, tức là xe tăng khá lớn vào Ukraine để chống lại loại xe tăng mà tối tân nhất của Nga. Thì đó là cái việc đang xảy ra. Nhưng mà ông Tổng thống Zelensky thì vẫn luôn kêu gọi... Muốn thêm nữa hả? Không, kêu gọi phương Tây và Mỹ hãy đem phi cơ nữa. Đem máy bay sang. Bởi vì không có máy bay thì máy bay ở trên nó bỏ bom xe tăng như là sitting duck thôi. Thì không thể nào mà có thể nào mà chống cự lại. Nhưng mà Mỹ thì lại... Tôi lại sợ này anh ấy. Mỹ lại theo cái chính sách mà là chiến tranh cục bộ kiểu như Việt Nam. Đánh là đánh tới bến hải thôi, không cho tiến quân qua. Cho nên chiến tranh giới hạn này sẽ làm bó tay quân lực Ukraine trong vấn đề đuổi quân Nga ra khỏi biên giới. Nhưng mà chiến tranh thì rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, cho nên chúng ta không biết rằng cái cuộc chiến tranh bằng chiến xa trong tương lai bên nào sẽ thắng. Nhưng mà Ukraine khó khăn rồi đấy. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta mời quý vị theo dõi thời sự ở nước Úc. Hôm nay chúng tôi dùng nhiều thời giờ hơn, tại vì có nhiều vấn đề để nói. Trước hết là vấn đề tù nhân lương tâm. Thì thưa quý vị, vào năm ngoái khi mà qua bên Úc này thì ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có vẻ rất là hãnh diện khi nói rằng là bây giờ người Việt Nam ở bên này có nhiều người đã tham gia chính quyền và ở trong Quốc hội tiểu bang, Quốc hội liên bang. Tôi nghĩ rằng ông chắc là ông ám chỉ đến một cái người mà rất là nổi tiếng, đó là dân biểu Lê Trang Đài, phải không anh? Vâng ạ, Lê Trang Đài. Tức là Đại Lê đó. Đại Lê. Và thưa quý vị, thì quý vị đã biết Đại Lê là ai rồi trong cái thời gian mà cô tranh cử. Và trong cái thời gian cô hoạt động ở nước Úc này, cô là vẫn xác nhận cô là một đứa bé tị nạn. Và bây giờ có tin là vừa qua cô có về Việt Nam anh? Vâng, thưa quý vị giả, thì trong đầu tuần vừa qua thì dân biểu liên bang Lê Trang Đài đã có đi về Việt Nam để thăm bà ngoại. Và nhân dịp cái chuyến đi đó thì cô đã thăm được ông Châu Văn Khảm, hiện nay đang nằm ở trong trại tù Hàm Tân, Bình Thuận. Ông Châu Văn Khảm, một chiến sĩ hải quân Việt quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ và ra tòa xử 12 năm tù. Và ông mắc một số bệnh tương đối là khá nặng. Và hiện tại ông ở tại tù Cộng sản Hàm Tân, Bình Thuận, tức là cái trại tù cải tạo hồi xưa ở đấy, Hàm Tân đó. Bao nhiêu năm rồi em? Dạ. Ông ở như vậy là tôi tính tới bây giờ là như vậy là có là vâng mấy năm rồi? 4 năm rồi. Và ông bị kết án 12 năm. Thì kỳ này thì bà dân biểu Đài Lê, Lê Trang Đài có đến thăm và gặp chính ông ta. Và cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà cho bà Đài Lê mà đến thăm ông thì nó cũng đưa ra một cái tín hiệu. Vâng. Mà tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu tương đối là cũng tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng với cái sự can thiệp của chính phủ Úc và dân biểu Lê Trang Đài thì ông Châu Văn Khảm chắc có lẽ sẽ được trả tự do trong một thời gian không xa đâu. Bởi vì cho thăm tức là cho thả. Mà không cho thăm là không cho thả. Mà bữa trước giờ là không có được, phải không anh? Từ trước đến bây giờ không ai được thăm hết. Vâng, ngay nếu mà có cho thăm chị may ra là tổng lãnh sự hả? Hay là đại sứ thôi, mà bây giờ một cái nhà chính trị mà được cho thăm, mà đó là một người Việt Nam nữa. Cho nếu dân biển Đài Lê mà cái này thăm được Châu Văn Khảm thì đây là một cái việc làm tôi nói là rất thành công trong chính sách ngoại giao. Để đem một cái người anh em của mình từ tốn tù đầy mà trở lại về với nước Úc. Và một cái đề tài thứ hai về trong phần tin nước Úc là
Thưa quý vị, là quý vị hôm nay ngày mấy anh, ngày mấy ta nè? Hôm nay mùng 10, vâng, ngày 10, đúng rồi. Thế đấy, ngày 10 rồi, nhưng mà thưa quý vị, ở bên Úc này vẫn còn là ăn Tết. Ăn Tết. Tuần tới vẫn có ăn Tết nữa và có rất nhiều hội chợ. Bởi vì tôi mới nói rằng là ở nước này là cái nơi mà có ăn Tết lâu nhất thế giới. Và thưa quý vị, vào tuần vừa qua thì cộng đồng người Việt tự do Ban chấp hành đã tổ chức một cái hội chợ ở bên Đền thờ Quốc Tổ. Thì đây là một cái hội chợ mặc dù nó không đông đảo bằng những cái hội chợ trên những cái đường phố có tính cách thương mại của những cái hội thương gia. Nhưng mà cái hội chợ này là một cái hội chợ mà theo tôi nghĩ nó thành công về cái mặt mà văn hóa. Có nhiều người đi dự, có đại diện của chính phủ, đại diện của chính quyền địa phương và các hội đoàn đến. Tôn giáo này. Vâng, các tôn giáo nữa. Và cái không khí rất là ấm cúng và có mang cái chủ đề của cái hội chợ này có nói rằng là hội chợ để mà tri ân Trưng Nữ Vương. Tại vì cũng năm Quý Mão là cũng là cái năm mà Hai Bà Trưng. Vâng. Hai Bà Trưng, Tổng Thiếu Phá, không ạ? Vâng. Và gọi là mừng xuân đoàn tụ, tức là những cái người ở trong cộng đồng đến với nhau. Và đặc biệt khi mà mừng, gọi là mừng xuân đoàn tụ. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc một cái, anh biết là tại sao lại là mừng xuân đoàn tụ không? Tôi nghĩ rằng là có lẽ là chưa bao giờ mà có xảy ra cái cảnh mà những cái ban chấp hành cũ đang đương nhiệm mời những cái người mà đã từng làm trong ban chấp hành của những cái nhiệm kỳ trước, trong đó có anh. Tôi nghĩ hồi xưa họ không có mời anh đâu. Vâng. Rồi cả như là ông bác sĩ Phạm Hữu Phước. Vâng. Thì những cái người mà đã từng làm ở trong cái ban chấp hành trước được mời đến để tham dự cái hội chợ này. Thì cái xuân đoàn tụ đó cũng là một có ý nghĩa, cái tên nó cũng có một cái ý nghĩa đó. Cái... Vâng, chúng tôi không phải trong ban chấp hành, nhưng mà chúng tôi chỉ nghe ban chấp hành nói lại là cái chủ trương của ban chấp hành do anh Nguyễn Quang Duy lãnh đạo đấy. Vâng. Cái chủ trương của anh là bao dung nhưng không bao che. Ừ. Bao dung là gì? Tôi mới hỏi anh, nó bao dung là gì? Nó bao dung tức là chúng ta kết hợp nhiều thành phần, nhiều tầng lớp trong cộng đồng. Ừ. Không quá phân biệt về chính kiến và về con người, về tầng lớp. Nhưng mà quyết không bao che, tức là không có là gọi là bao che, tức là làm việc sai trái mà vẫn bảo bao che cho nhau. Vậy. Thì cái chuyện ban chấp hành này cương quyết sẽ bỏ được đó. Vậy. Vì lý do đó cho nên là có cái chuyện gì? Đoàn tụ là cái. Xưa này không đoàn tụ bao giờ hết, nó chỉ có chia cách thôi anh. Vâng. Và thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi vào một cái đề tài mà tương đối cũng gọi là được rất nhiều người ở trong cộng đồng mà lưu tâm. Đó là cái vấn đề mà thành lập cái viện bảo tàng. Thì thưa quý vị thế này, tôi nhớ là vào ngày 15 tháng Giêng vừa rồi, trong khi tôi đi dự cái buổi mà thuyết trình của cái ủy ban mà tái xét dự án Trung tâm Văn hóa Việt Úc và viện bảo tàng, thì cuối cái chương trình anh Lê Đình Anh, anh nói thưa quý vị là hôm nay có anh Hồng Anh đó, anh ngồi đó đó. Thì cái việc này đó, hôm nay cái việc mà phải làm một cái dự án mà để tái xét lại, nó xảy ra y hệt cách đây nhiều năm trước mà anh Nguyễn Hồng Anh đang ngồi đó kìa. Anh là cái người mà đã viết mười mấy cái bài viết, gọi là 14 bài, nói vậy. Gọi là trường dài đền thờ quốc tổ. Thì tôi cũng rất là ngạc nhiên, bởi tôi cũng không còn nhớ đến câu chuyện đó. Nhưng mà vì tôi mới nhớ lại rằng là chúng tôi có viết nhiều bài và trong đó có ông luật sư Nguyễn Bá Đại có đóng góp nhiều bài viết để tìm hiểu cái việc mà gọi là quản trị cái đền thờ quốc tổ cũng như là cái công ty mà gọi là văn hóa và di sản, cả hai cái này nhập lại một mà đều do ông Nguyễn Thế Phong làm hết. Vâng. Tức là ông vừa là chủ của cái đền thờ quốc tổ, ông cũng là làm chủ của cái công ty văn hóa và di sản đó nữa, thành ra mà công ty văn hóa và di sản là chủ đất à, chủ đất nữa là sở hữu chủ à, tức là do ông Phong làm chủ luôn, vâng, làm chủ luôn à, mà của cộng đồng nhưng mà ông Phong làm chủ, thành ra ông Linh Anh nói nhờ những cái bài viết của ông Nguyễn Hồng Anh của báo TV Tường Sang thì nó mới bây giờ nữa mới thuộc quyền của cộng đồng của ban chấp hành, và nói là lịch sử lặp lại thì thưa anh thì đúng rằng thì bây giờ là có xảy ra một cái chuyện là cái viện bảo tàng hiện giờ đang thuộc quyền sở hữu của công ty viện bảo tàng, nhưng mà nó từ đâu mà nó ra cái như vậy, thì hôm nay có lẽ tôi nghĩ anh nên trình bày lại để cho tất cả trong những người thành viên ở trong cộng đồng phải như ở tiểu bang Victoria mà ở nước Úc được biết rằng tại sao có cái chuyện là từ một cái
trung tâm, một cái dự án trung tâm văn hóa Việt Úc và bảo tàng. Bây giờ nó trở thành chỉ còn duy nhất là cái viện bảo tàng mà thôi. Mà ông Phong trong cái chương trình cách đây 1-2 ngày, ông lên ở Sydney, lên tầng Sydney để ông đi gọi là giải tỏa lại những cái thắc mắc cũng như là để mà gọi là bênh vực cái lập luận của ông. Vì ông nói thế này: chúng ta phải làm bất cứ giá nào để có thành lập cái viện bảo tàng. Bởi vì nó có hai cái mục tiêu thành lập viện bảo tàng này. Thứ nhất là để mà bảo tồn những cái di sản của những cái thường nhân, của những người đi tị nạn. Ok, cái đó đúng. Và ông nói một cái lý do thứ hai để thành lập cái viện bảo tàng này là để tri ân người Úc. Tôi không nghĩ rằng tại sao chúng ta phải đi làm một cái viện bảo tàng tốn tiền của đồng bào, tốn tiền của chính phủ 17-18 triệu để tri ân nước Úc. Chúng tôi nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ nước Úc cũng phải tri ân những người tị nạn như chúng tôi nữa. Thành ra bây giờ mời anh đi vào cái đề tài này là để giải thích rõ cho cộng đồng biết được tại sao nó lại như vậy. Thưa quý khán giả, thưa ông Anh, có lẽ là trước khi đi vào cái đề tài mà viện bảo tàng cũng giống như là cái trước cái dự án này, thì có lẽ là kỳ vừa rồi anh có nhận được bức thư của bác sĩ Bùi Trọng Cường để mà viết gọi là bức tâm thư số 2 của anh. Vâng, tôi có đăng ở trên báo TV Tường Sang phát hành tuần này này, chuyên gia viện bảo tàng của César trả lại cho César, có đăng cái thư của ông Bùi Trọng Cường. Thế bây giờ nội dung cái đó anh thấy thế nào? Tôi đọc qua tôi thấy nghe không được, bởi vì ông nói là kiểu như ông là bất cứ gia nào cũng phải làm cái viện bảo tàng này. Và ông nói rằng là cái viện bảo tàng này được đồng bào ủng hộ. Tôi nghĩ đồng bào không biết gì về cái viện bảo tàng này đâu. Ngay cả tôi mới biết sau này nè. Rồi họ nói rằng là có được mà những cái vị lãnh đạo tôn giáo như giám mục Nguyễn Văn Long, rồi các thượng tòa Nguyễn Tạng, rồi thượng tòa Phước Tấn là ủng hộ. Thành thử ra tôi nghĩ rằng họ đem các vị lãnh đạo vào trong cái cuộc mà gọi tranh cãi này, nó không có hợp lý đâu. Bởi vì các vị nó không biết gì chuyện này đâu. Vâng, tôi phân tích cho tôi thấy là bác sĩ Cường nó đi quá xa cái mục tiêu. Mà ông kêu gọi đoàn kết thì có lẽ chúng ta kêu gọi đoàn kết thì đúng thôi. Vâng. Nhưng bác sĩ Cường đi quá cái mục tiêu, nhưng mà không đi vào mục tiêu chính. Là cái chuyện là dự án Trung tâm Văn hóa Việt Úc và Viện Bảo tàng là của ai? Do ai làm sở hữu chủ? Vâng. Bác sĩ Cường không nhắc đến chuyện đó. Ừ. Và cái thứ hai nữa là của cộng đồng người Việt tự do Victoria và Úc Châu hay là của công ty viện bảo tàng, thì cái chuyện đó là chuyện chính nhưng mà bác sĩ Cường lại không nhắc đến. Vâng. Thành thử ra một cái issue chính mà không nhắc đến, cho nên bức thư đó không đạt được vào cái trọng tâm, send cái message, tức là gửi cái tín hiệu cho người đọc, mà cũng chỉ thấy rằng nói những vấn đề khác thôi. Là thứ nhất, thì thưa quý khán giả, vì chúng tôi nói lại về cái để giúp cho quý khán thính giả cũng như Hồng Anh biết một chút thêm một chút các thông tin về cái dự án viện bảo tàng hay là dự án trung tâm văn hóa và viện bảo tàng đi, thì chúng tôi có thể nói thế này: điểm đầu tiên là do cái sự thương thảo giữa cộng đồng người Việt tự do, tôi nói đây là cái pháp nhân cộng đồng người Việt tự do, và chính phủ tiểu bang Victoria do ông Daniel Andrew lãnh đạo. Được. Qua cái sự nói chuyện với nhau thì cuối cùng chính phủ tiểu bang đã chấp nhận ký một cái hợp đồng để mà cho cộng đồng người Việt tự do thành lập một cái trung tâm văn hóa Việt Úc và Viện Bảo tàng. Tôi xin nhắc lại, đây là cái hợp đồng giữa chính phủ tiểu bang Victoria và cộng đồng người Việt tự do. Anh trong tay anh có nắm những cái tài liệu đó phải không ạ? Và trong tay tôi có nắm cái hợp đồng ký giữa đôi bên với nhau. Và hai người đại diện ký cái hợp đồng đó về phía cộng đồng Việt tự do chính là bà Phượng Vĩ là chủ tịch và ông Nguyễn Thế Phong là phó chủ tịch. Nó rõ ràng như thế rồi. Và sau khi ký thì trong đó có một dọc bao giờ thực hiện, cho bao nhiêu tiền, release, phân thế nào, điều kiện thế nào. Và trong đó có một câu rất là quan trọng. Họ nói rằng cộng đồng người Việt tự do là đối tác của chính phủ tiểu bang Victoria để thực hiện cái dự án này. Và khi như vậy, cộng đồng có nhiệm vụ thực hiện dự án và cộng đồng sẽ là chủ cái dự án. Đó là một điều khẳng định ngày mùng 2 tây tháng 6 năm 2019. Và chúng tôi có tài liệu, có chữ ký của tất cả mọi người trong tay. Thì chúng ta phải xác định điều đó trước. Thế nhưng mà sau đó, do cái sự mà gọi là thực hiện cái dự án, thì sau đó hai công ty đã được thành lập ra. Đó là công ty Viện Bảo tàng và công ty Trust, công ty giữ tiền
cho viện bảo tàng, Trustee Company. Thì hai công ty được thành lập lập ra, ai thành lập? Do cộng đồng người Việt tự do thành lập, tức là do bà Phượng Vĩ và ông Phong, thành lập. Thì hai cái công ty được thành lập ra với mục đích gì? Với mục đích là thực hiện cái dự án viện bảo tàng. Thưa quý khán giả, thưa ông anh, câu thư hỏi thứ nhất mà chúng tôi cũng có nghe cả cái clip mà ông Phong lên trên Sydney nói chuyện với trên cái đài 2VNR. Vâng, tuổi này 2VNR Radio. Yeah. Thì khi mà thành lập ra cái công ty viện bảo tàng đó, thì người ta đặt câu hỏi: cộng đồng người Việt tự do là một pháp nhân vì đăng ký với chính phủ rồi, tại sao cộng đồng người Việt tự do không được quyền thực hiện viện bảo tàng mà lại phải thành lập ra công ty VMA? Đây là điều bất hợp lý. Trong khi theo như ông Phong nói trong cái clip đó, ông nói rất là rõ ràng là chính phủ tiểu bang Victoria đã gửi văn thư đến cộng đồng người Việt tự do nói rằng các ông muốn thực hiện ra kiểu gì thì các ông cứ thực hiện, chúng tôi không can dự. Nhưng mà không biết nghe xui khôn xui dại ở đâu thì các ban chấp hành của bà Phượng Vĩ với ông Phong đã thành lập ra công ty viện bảo tàng. Và sau khi thành lập công ty viện bảo tàng rồi và giao khoán cái trách nhiệm một phần để công ty viện bảo tàng thực hiện cái dự án, thì sau đó, như quý vị đã biết, sau đó công việc thực hiện đang nửa chừng thì có những cái chuyện chuyển tiền qua chuyển tiền lại, chúng tôi không đi vào chi tiết nữa. Nhưng mà chúng tôi biết rằng năm 2021 thì ông cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do là Nguyễn Văn Bon đã ký một cái văn bản, đã ký một cái hợp đồng chuyển giao toàn bộ tài sản của viện bảo tàng, chuyển giao toàn bộ dự án cho công ty viện bảo tàng. Và quý khán giả, cái hợp đồng ký của ông Bon ký thì trong đó có ông Bon, có ông Phong, có chính phủ, có một số người nữa. Thì bây giờ cái lý do chính người ta không biết là cái văn bản mà ông Phong ký đó là cái văn bản có hợp lệ hay không, là bởi vì ông đã chuyển giao như vậy là 17-18 triệu đô la, kể cả tiền chính phủ lẫn tiền quyên góp, qua một công ty, qua một pháp nhân khác, đúng như là bà Phượng Vĩ đã nói, qua một thực thể pháp lý khác, thực thể pháp luật khác. Thì cái việc ông làm có phù hợp với nội quy hay không, ông có tuân thủ theo điều khoản nội quy hay không, điều đó là điều của tiểu ban cứu xét. Cái việc thực hiện dự án sẽ nghiên cứu, nghĩa đang nghiên cứu và sẽ công bố với lại ban chấp hành, với lại đồng bào vào cuối tháng 3. Thưa quý khán giả, nếu đi đến kết luận là ông Bon ký cái hợp đồng chuyển giao đó một cách bất hợp lệ, tức là không tuân thủ theo nội quy, thì kể như là cái hợp đồng đó không được thực hiện. Và cái quyền sở hữu viện bảo tàng trở về với cộng đồng người Việt tự do Victoria. Tôi xin nhắc lại, nếu hợp đồng của ông Bon ký vào năm 2021, tôi nói nếu nhé, là bất hợp lệ, thì toàn bộ dự án này sẽ quay trở về trực thuộc cộng đồng người Việt tự do Victoria. Bởi vì chúng tôi xin nhắc lại, cộng đồng người Việt tự do liên bang không phải là một đối tác của chính phủ tiểu bang Victoria, chỉ có độc nhất cộng đồng người Việt tự do Victoria ký thôi. Đó, tôi xin nhắc vậy. Thì thành thử ra, ủy ban đang cứu xét một cách nghiêm túc tất cả các văn bản giấy tờ. Nếu ông Bon ký bất hợp lệ, thì đương nhiên dự án này sẽ trở về trực thuộc cộng đồng người Việt tự do Victoria. Chúng tôi xin nhắc lại nữa là ông Phong lên nói rằng công ty viện bảo tàng sẵn sàng để cho thành viên ban chấp hành vào, trong đó mục có hai giám đốc ở trong cái viện, trong công ty viện bảo tàng. Mà thưa quý vị giả, trong nội quy của viện bảo tàng, của công ty viện bảo tàng có nói tổng số director, giám đốc là 11 người, 11 vị. Mà bây giờ cộng đồng chỉ có cho 2 vị vô đó thì có 2 phiếu thôi. Họ làm gì quyết định, 9 phiếu của họ vẫn đánh bạc. Tất cả những đề xuất cũng đều là bị từ chối hết. Và ngay trong thực tế giờ phút này, khi ông Phong nói câu đó, chúng ta tự hỏi xem trong công ty viện bảo tàng có người nào
trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do đại diện đám đông đó hay không? Chẳng có ai hết, không có một người nào hết. Chương 6 nội quy cộng đồng đã nói rõ ràng là cộng đồng về tự do được quyền phê chuẩn bổ nhiệm, không, được quyền phê chuẩn chủ tịch hội đồng quản trị, CEO. Mà thưa quý vị, chúng ta nhận được biết bao nhiêu giấy tờ, biết bao nhiêu người bổ nhiệm giám đốc mới. Cộng đồng về tự do có được quyền bổ nhiệm người nào đâu? Không được quyền bổ nhiệm và cũng không có quyền xem xét đến hoạt động của công ty Viện Bảo tàng cũng như là công ty giữ tiền của Viện Bảo tàng. Thành thử, cộng đồng người Việt tự do bây giờ trong hiện tại, trong thực tế hoàn toàn không có quyền gì với Viện Bảo tàng hết. Và nhưng có một điều chúng tôi phải nói, công ty Viện Bảo tàng vẫn luôn luôn mượn danh nghĩa của hội đồng, của cộng đồng Việt tự do để đi quyên tiền, để tổ chức dạ hội, để đi quyên góp tiền. Đây là một việc làm tôi nghĩ rằng không đúng đắn. Là bởi vì tại sao mình lại khoác cái bộ cổng áo, quần áo của cộng đồng người tự do để đi quyên tiền, trong khi mình đã nói rõ ràng ra là mình không có trực thuộc cộng đồng người tự do. Chúng tôi xin nhắc lại nữa, trong buổi phỏng vấn, ông Phong nói rằng là ông Bruce Mildenhall đã có viết thư đến cộng đồng người tự do và muốn cộng tác. Chính tôi có văn bản trong tay, ông Bruce Mildenhall đã từ chối không tham gia việc duyệt xét lại chương trình, duyệt xét lại việc thực hiện dự án của bảo tàng và không cộng tác với ban chấp hành sau khi đã được ban chấp hành gửi thư ân cần mời tham gia. Chính ông viết thư, ông reject. Thành thử ra nói gì với đồng bào, với công chúng là phải nói cho đúng sự thật. Và đó là cái việc Viện Bảo tàng. Nhưng tôi phải nhắc lại một tí, anh có nhớ cái chuyện mà $200,000 không anh? Tôi có nghe. Có nghe là $200,000 mắc nợ gì, cộng đồng mắc nợ giữa thời của ông Phong phải không? Ông Phong. Thưa quý vị giả, trong vòng 8 năm, thì tại vì cộng đồng có sửa sang một số cơ sở vì lý do là phải xin phép hội đồng thành phố Primbank và phải trả những cái tiền lệ phí cho họ. Thì thưa quý vị giả, mấy chục cái bill để mà đòi tiền thì đã được giấu biệt đi trong suốt thời gian ông Phong đảm nhiệm trong ban chấp hành, không xuất trình cho ai hết. Cho đến cuối cùng ra, sau khi được xuất trình một cái giấy này thì không ai muốn nhận hết. Đó là giấy mời hầu tòa. Mời cộng đồng hầu tòa là bởi vì đã nợ trên $200,000, trong đó tiền nợ khoảng chừng gần $170,000, còn ngoài 30,000 là tiền lãi, tiền lời đấy. Không trả nợ thì nó tính lời thôi. Đúng rồi. Thì lúc đó cái văn bản cuối cùng mới được xuất trình ra. Rồi sao? Xuất trình ra thì ban chấp hành đó, hồi đó có ông Bon, có ông Phong thì mới mời cộng đồng, mời thành viên tới đó họp. Nhưng mà chúng tôi được nghe lại là ông Phong đã không giải trình được, lý do được. Tại sao mấy chục văn bản đòi nợ ông cứ giấu nhẹm đi gần $200,000. Đến cuối cùng ra thì tôi nghe người ta báo lại thì ông đã nghe là bật khóc, òa lên khóc và chạy ra ngoài. Thì đó là việc ông làm. Bây giờ có lẽ ông nghe thì có lẽ ông nhớ lại thì có lẽ đúng là vậy đó. Nhưng mà tới bây giờ ông lên Sydney thì tôi nghĩ là ông hết bệnh rồi. Ông khỏe rồi. Khỏe lại rồi. Thưa quý vị, chương trình Thời sự trong tuần của chúng tôi đến đây chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Chào anh Hồng Anh. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã tràn tuôn tới căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu sông màu chảy kia sông dài từ biên rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười làng con ơi, làm tim mình bừng bừng dòng máu Việt Nam.
chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa oán hận đã tràn tuôn tới căm hận ngục trời. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu. Thank you.